Thông tin từ Vietnamnet, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định không có chuyện 14 đến 15 triệu tỷ đồng còn nằm tại ngân hàng, bởi huy động được bao nhiêu, các ngân hàng đã cho vay ra nền kinh tế. Để xem nội dung cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 3 năm 2024 ngày 17 tháng 10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tổng số vốn huy động của toàn ngành đến 30 tháng 9 đạt 14,5 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 14,7 triệu tỷ đồng. Phó Thống đốc lý giải, việc cho vay vượt huy động bởi phần vượt hơn chính là vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại, đồng thời khẳng định không có chuyện 14 đến 15 triệu tỷ đồng còn nằm tại ngân hàng, bởi huy động được bao nhiêu, các ngân hàng đã cho vay ra nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 20%, một số lĩnh vực như lâm nghiệp, thủy hải sản xuất khẩu, giải ngân trên 40.000 tỷ, vượt xa so với gói tín dụng 15.000 tỷ đặt ra ban đầu. Phó Thống đốc cho biết đang chuẩn bị trình gói tín dụng 60.000 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng đăng ký lên tới 140.000 tỷ đồng. Thời hạn của gói vay này sẽ kéo dài đến 10 năm thay vì 5 năm như trước kia. Gói 140.000 tỷ này phụ thuộc vào tính pháp lý của các dự án cũng như việc triển khai của các nhà đầu tư. Còn nhu cầu vốn của doanh nghiệp và người dân, ngành ngân hàng luôn sẵn sàng, Phó Thống đốc cho hay. Sau cơn bão số 3, nhiều hộ nông dân mất trắng, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng giãn, hoãn nợ, cho vay doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do bão, đồng thời tiếp tục cho vay mới, hỗ trợ lãi suất với đối tượng này. Sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng phương thức trích lập dự phòng rủi ro sau bão. Theo quy định mới của luật các tổ chức tín dụng, thì đây là thẩm quyền của Thủ tướng. Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Thủ tướng phê duyệt phương thức trích lập. Ngân hàng Nhà nước cũng đã xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi cho dự án 1 triệu hectare lúa năng suất cao tại đồng bằng sông Cửu Long và sẽ hướng dẫn các ngân hàng thương mại triển khai chương trình này. Trong quý 3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế. Vốn cho nền kinh tế luôn dồi dào, các ngân hàng thương mại thừa thanh khoản. Ngân hàng Nhà nước luôn đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng. Về đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, hầu hết các tổ chức tín dụng đã hoàn thành đề án cơ cấu lại. Phó Thống đốc cho biết nợ xấu đang có xu hướng tăng lên, nhất là sau cơn bão số 3. Đây cũng là vấn đề ngành ngân hàng phải đối mặt và cần phải có phương án xử lý trong thời gian tới. Theo bạn, liệu những biện pháp nào sẽ được Ngân hàng Nhà nước triển khai để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế và giải quyết vấn đề nợ xấu trong bối cảnh hiện tại? Quý khán giả hãy để lại ý kiến ở dưới video và đừng quên nhấn chuông thông báo kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất bạn nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm giúp nâng tầm căn bếp của mình? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay top 5 sản phẩm hữu ích dành cho căn bếp. 1. Nồi chiên không dầu điện tử 5,5 lít Bluestone AFB 5880 giúp bạn chế biến những món ăn giòn tan mà vẫn giữ nguyên dinh dưỡng. 2. Máy làm sữa hạt Gilas 15 chức năng với thiết kế nắp inox giảm tiếng ồn giúp bạn thỏa sức sáng tạo với các món ăn dinh dưỡng. 3. Máy đánh trứng Bluestone HMB 6333S giúp bạn dễ dàng đánh bông, trộn đều nguyên liệu. 4. Bình thủy điện Car với dung tích 5,8 lít, bình giữ nhiệt lâu và đun sôi nhanh chóng. 5. Máy hút bụi công nghiệp gia đình Tuhu GR923 là lựa chọn hàng đầu cho căn bếp luôn sạch sẽ và gọn gàng. Hãy truy cập ngay cửa hàng Cà Phê Lên và sở hữu những sản phẩm này để biến căn bếp của bạn thành không gian lý tưởng nhất. Để tri ân quý khán giả, Cà Phê Lên TV dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Hãy nhanh tay nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để sở hữu ngay những sản phẩm trên Shopee với mức giá ưu đãi nhất nhé. Thank you.